Nó còn đón con. Đúng rồi. Có nhiệm vụ nó cao cả lắm. Sao Nhật ở đây đáng sống hơn ở Đà Lạt không? Đủ đây sướng rồi. Má Đà Lạt quậy thấy mẹ luôn. Mẹ dồn mình về đó. Đó mà anh bán nhà anh về đây mua nhà ở đây mẹ trời ơi gieo họ không nói vậy thôi chứ không ở đây được mấy tiếng một là nóng quá không chạy thì tại vì nếu mà ở đây mình khác với mình có nhà thì mình ở trong nhà mình có máy lạnh vẫn mát hơn thôi còn ở đây về yên đây nhà cửa em đi anh ơi thôi thôi anh nó cứ yên vậy cho nói ra rồi về Sài Gòn là vui hơn chứ đụng mà đã bạn bè đủ trò chơi hết đó đó nói vậy thôi. Còn ở đây Đà Lạt thì đúng nó buồn. Đúng rồi. Bây giờ anh cũng trước U70 rồi, anh còn muốn nhảy nhót gì nữa. Về Sài Gòn sống là giảm thọ 5 năm luôn. Thì đó đúng rồi. Bao khí hậu này nè. Giảm thọ. Chơi thể thao không? Có chơi thể thao cũng bị giảm thọ. Cứ tối nào mình cũng chơi banh hết cho nó khỏe. Anh chơi banh cái giờ mà 11:45 á. Anh chơi banh mà giờ 11:45 á. Chứ 11:45 anh chơi banh vậy không à. Chelsea, Manchester United. Chơi 7 chủ nhật á. 3, 4, 7 nhật á. Nó chơi còn vui cho bạn bè mình. Chậm đến tặng nó vui thì nó có vui thôi. Nhưng mà chất lượng. Không đó, chúng tôi Đà Lạt nó mát mẻ số. Chuyện khí hậu, khí hậu rồi nó là ok rồi. Bạn bè. Quay đâu trên này đâu? Xin đi trong phòng mà. Có kiwi. Ngồi đó à. Nói gì nói đi. Mẹ xanh vậy ngồi cũng quay nên thấy mình ốm yếu, thấy mình yếu đó vậy. Chưa biết mình cứ đặt đầu ra mình ngồi lại. Còn cái lo mà nghe mà nghe nghe nghe. Lo này á là lo để nâng cái tiếng thôi. À. Thấy để cho góc nhà rồi nè. Nhưng mà thường thường cái lo bông này á thường thường á là hai cái. Vợ anh Trung Quốc anh nhái nhiều lắm. Nhưng mà lo này của Trung Quốc á anh. Tiếp tục đúng ra lo bô này của Mỹ, của Mexico mà. Mấy quai biết nhưng mà. Bô này mà. Bô là Mỹ chính tông. Mình thấy chứ mình nói mình chưa nắm được đặc thù đó. Nó tròn, nó tháo ra gì nhà. Mỹ mà thường nó làm ở Mexico. Để dựng làm cái thước đo. Ủa? Cái thước đo mà chuẩn cái đường ở chuẩn mấy cái đó là nó chuẩn sắp lá cà rồi giờ tập thì test con với lại cái anh đi đó nhân quá. Có cái máy nào nhận đo không? Anh nhận mới gửi anh Tâm lên được. Thành ra là coi như là mình cứ thấy là nó phù hợp thì mình cái nè. Mình
nghe xài được. Thôi mời mọi người ăn cơm à. Vô luôn đi Năm. Ôi món ngon nhà làm. Anh vàng. Rồi mời cái ăn cơm. Anh cơm ăn cơm. Rồi mời ba má ăn cơm luôn à. Rồi sới cơm đạm bạc. Nhiều đạm và nhiều bạc. Cái thằng Vũ Kiên á, nó lên cái bắt đầu nó review nó tại sao mà cái âm ly cỏ là nó quên âm ly cỏ là cái âm ly kia bằng nghề làm.